chập cháu plan được đâu. Đứng ở đây con quay này cái. Quá trời đông luôn. Kẹt
nó coi chừng mắt điện thoại. Đang tụ tập gì đây? Nói gì ghê vậy? Quá trời người chụp luôn nè. Chùa này Nam, trời đông quá, trời đông luôn, kẹt xe nãy giờ mới tới luôn á. Nè, coi là chưa đi lên khu trên nha, khu trên đông dữ lắm luôn. Kêu mua cho ổng mì về ăn rồi đói quá. Mua ổng mì hả? Mua bánh mì chay không à? Chay, chay ăn không? Chay, ăn chay cái gì? Đông lắm. Đi ra đây, mua hai ổ. Đi lên mấy chục người mà mua có hai ổ thì trời. Chạy ra thì chồng Yeah.
mua ổn này về cho dân ba.